Khi mà anh em xem những cái video công chiếu, anh em có thể tương tác với mình và những anh em đang xem video công chiếu bằng cách anh em nhấn vào cái tiêu đề và chọn cái trò chuyện trực tiếp để chúng ta cùng giao lưu nha. Và anh em ơi, khi mà mình xem video nếu mà cảm thấy hay thì anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh LNB. Và đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút cái chuông cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video hôm nay chúng ta sẽ bung 1000 rương hoàng kim. Và cái video này xuất phát từ cái nhân vật Dương Chanh của server S5. Đó, thì cái video từ cái anh Dương Chanh đã gửi cho fanpage LNB. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái video này cho anh em xem. Khi mà mình mở 1000 rương hoàng kim thì chúng ta sẽ được gì? Thì hiện tại anh Dương Chanh này đang ở bang Uy Long S5 và 150 cấp, giới hạn 150 rồi. Thì ở trong cụm server S5 đã mở trước cái cụm server S43 của mình 2 tuần. Nên là anh ta chắc bây giờ chắc cũng 155, 156 vậy rồi. Cái video này là lúc anh ta vừa mới lên 150. Rồi bây giờ anh ta đã di chuyển về nhà. Đó, di chuyển về nhà rồi bắt đầu chuẩn bị những cái tiết mục cầu cơ, cầu mai cái kiểu. Rồi mới bắt đầu mở rương. Thì ở trong rương hoàng kim, cái mong chờ nhất đó chính là cái mảnh cương. Đó, cái mảnh cương này nó sẽ rất là cần thiết cho anh em. Và nó có rất là nhiều tác dụng. Như là tác dụng gì đó cho anh em kiếm tiền. Đó, ví dụ là vậy. Rồi bây giờ anh ta đã bắt đầu mở 1000 rương rồi anh em ơi. 1000 rương hoàng kim, không biết 1000 rương hoàng kim này anh ta sẽ được cái gì đây. Hồi trước ở trong bang mình có một anh mở 1000 rương hoàng kim và anh ta đã mở khoảng 20 mấy cái mảnh cương. Cực kỳ may mắn luôn. Không biết cái anh này anh mở được bao nhiêu mảnh cương. Mảnh cương bậc 3 nha anh em, mảnh cương bậc 3 cực kỳ may mắn luôn. Đó, lúc đó là cả bang của mình đã rất là ham hố mở theo. Mình cũng lúc đó cũng ham hố mở theo, mở khoảng 500 cái rương thôi, nhưng mà gấp cột chỉ ra được vài cái cương thôi, rất là tiếc luôn. Rồi để coi coi cái anh này nãy giờ di chuyển tùm lum tà la. Hình như là di chuyển theo cái anh Dương Quá để mở tàn bộ đồ cao hay gì đó. Mình thấy anh ta bay tới bay lùi tùm lum tà la luôn. Rồi bây giờ mở tiếp tục đi nào ông thần ơi, còn 500 cái rương nữa kìa. Nãy giờ cảm thấy là mở ra bạc khá là nhiều luôn, thủy tinh lục lam đồ. Rồi còn những cái trang bị kế thừa, những cái mảnh đồ mình chưa thấy nhiều. Di chuyển map liên tục luôn. Đó, một cái mảnh cương kìa. Rồi ok, sau khi mở xong. Ủa hình như chưa xong anh em ơi. Đang mở rồi, anh ta đã thoát ra ngoài xem tình hình của thế giới. Rồi tiếp tục mở nữa rồi. Rồi chỉ còn khoảng vài chục gương thôi. Kiểu này là bấm 1000 rương, bấm vô cái màn hình 1000 lần, muốn banh cái màn hình luôn đó anh em ơi. Rồi ok, đã mở xong gương hoàng kim rồi. Bây giờ còn dư khoảng mấy chục cái rương hoàng kim nữa, anh ta sẽ không mở. Tại vì anh ta không thích mở nên anh ta không mở, vậy thôi. Rồi bây giờ để coi, anh ta đã được một cái nhẫn kế thừa, 8 mảnh kế thừa. Bây giờ anh ta đã mở được một cái nhẫn kế thừa. Rương hoàng kim, võ thần điện, tích được vài chục cái, chắc cũng mới tích gần đây thôi. Rồi rương hoàng kim còn 30 cái kìa, mở luôn anh em ơi. Rồi rương chiến trường đồ các kiểu. Thì đây là một hoạt động cực
cực kỳ mong chờ khi mà anh em mở giới hạn cấp mới. À, những anh em nào mà có thói quen tích đồ, tích rương các kiểu, anh em sẽ có được những cái cung bậc cảm xúc khi mà anh em mở những cái rương này. Sau khi mà anh em up được một cái lượng cấp mà cùng với cái gia hạn cấp của anh em. Đó, mở rương cực kỳ thốn luôn anh em ơi. Đó, nãy giờ mở rương tầm ma ảo cảnh quá trời luôn. Cái ông này chắc đi tầm ma cũng hơi bị kinh luôn á. Đó, hạng diện lan quân tầm lum tà la luôn kìa. Rồi, coi kết quả cuối cùng coi được bao nhiêu cái anh em ơi. Đó, mảnh thấy màu vàng vàng hay cũng quá trời luôn kìa anh em ơi. Đó, ghê chưa, đó. Đã có một người chế được cái vũ khí đó kìa, dương quá. Nghe không, cô Long đâu rồi? Báo thức kìa. Đừng nói ông đang ngủ mà ông đi mở rương nha ông. Có rất là nhiều mảnh luôn, quá trời quá đất luôn. Rồi, một cái viên hắc diện lân quân, cái viên này rất là hot khi mà vừa mới ra. Đây là cái thành quả sau khi mở 1000 cái rương hoàng kim, được hai mảnh hiếm, một mảnh nhẫn, rồi một mảnh đỏ dài, cương thì cương 1, cương 2. Rồi hình như là anh ta mở được 8 mảnh cương 3 anh em ơi, 8 mảnh cương 3 và những cái mảnh cái thừa còn lại nó cũng linh tinh lan tan. Và hiện tại anh ta đã có hơn 800k cống hiến rồi. Không biết 800k cống hiến này anh ta sẽ chế được bao nhiêu món đồ 15x. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem cái sự may mắn của anh ta trong video lần sau. Với 800k cống hiến này anh ta sẽ chế được bao nhiêu món đồ 15x nha anh em ơi. Rồi, ok, video của mình chỉ đến đây thôi. Nếu thích video này, các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nô kia chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.